Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại các đơn vị địa phương. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tập trung thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong các ngày từ 16 đến 20 tháng 12, đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại Sở Xây dựng, Sở Công Thương, thành phố Sầm Sơn, huyện Nga Sơn, Hà Trung, Đông Sơn. Theo báo cáo kết quả tự rà soát của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện và kết luận 12 cuộc thanh tra, trong đó có 9 cuộc thanh tra chuyên ngành, 1 cuộc thanh tra trật tự xây dựng và 2 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra đã phát hiện một số sai phạm, đề nghị thu hồi và giảm trừ không thanh toán, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Tại thành phố Sầm Sơn và các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, lực lượng thanh tra các địa phương đã tập trung thực hiện các cuộc thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất, việc giao đất cho thuê đất, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu chi tài chính các đơn vị trực thuộc. Một số sai phạm được chỉ rõ trong các kết luận thanh tra đã được các địa phương tích cực chỉ đạo các đơn vị tổ chức xử lý khắc phục. Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trưởng đoàn rà soát yêu cầu các đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế xã hội cần tránh các nội dung chung chung hoặc chồng chéo. Các kết luận thanh tra phải cụ thể, chỉ rõ sai phạm và quy rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có sai phạm. Hàng năm, các đơn vị địa phương phải xây dựng kế hoạch thanh tra cụ thể có trọng tâm trọng điểm và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo kết luận số 1054 ngày 2 tháng 1 năm 2019 về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Đảng ủy tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức triển khai việc khắc phục sửa chữa các khuyết điểm vi phạm được chỉ ra. Ngày 14 tháng 2 năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch số 504 để khắc phục những hạn chế tồn tại được chỉ ra theo thông báo kết luận số 1054. Theo đó, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị, phòng ban trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc khắc phục sửa chữa các tồn tại đã được chỉ ra trong thời gian sớm nhất. Và đến thời điểm hiện tại, các nội dung cơ bản của thông báo kết luận đã được Sở Giao thông Vận tải thực hiện xong. Ngay sau khi có cái chỉ đạo của tỉnh ủy, có cái kết luận của tỉnh ủy thì Ban Giám đốc, tập thể Đảng ủy Sở cũng đã tổ chức triển khai xây dựng cái kế hoạch thực hiện các cái nội dung còn tồn tại. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch số 504 ngày 16 tháng 2 năm 2019 để thực hiện cái kết luận của Ban Giám đốc Tỉnh ủy. Thì tất cả những cái nội dung, 8 cái nội dung mà trong cái đoàn kiểm tra có đưa ra những cái tồn tại thì chúng tôi đã cơ bản thực hiện và cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan rà soát tất cả những quy trình làm việc và cũng như là chỉ ra những cái tồn tại hạn chế để khắc phục. Đối với công tác cán bộ, tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo thực hiện xong phương án sắp xếp số hợp đồng lao động đang làm nhiệm vụ chuyên môn tại Sở. Đến thời điểm hiện tại, Sở đã điều chuyển về các đơn vị thuộc Sở 28 hợp đồng lao động đang làm nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan Sở, ký hợp đồng khoán công việc đối với 5 trường hợp là lái xe bảo vệ cơ quan Sở. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tại cơ quan Sở không ký hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. Trong các năm, Giám đốc Sở ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức các phòng thuộc Sở và phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác theo vị trí việc làm. Tuy nhiên, trong năm 2018, vì một số lý do, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải không thực hiện chuyển đổi công tác của cán bộ, công chức, các phòng trực thuộc. Sai sót này đã được đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra trong thông báo kết luận, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức các phòng thuộc Sở, trong đó phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác. Để khắc phục việc giao các phòng chuyên môn tổ chức thu phí lệ phí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở. Năm 2018, Sở đã chuyển đổi 116 trên 131 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở sang Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
Trong năm 2019, nhiều thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý thẩm quyền giải quyết của sở cũng đã được chuyển sang Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục theo quy định. Đối với việc thu hồi phí lệ phí do các đơn vị còn nợ, Sở Giao thông Vận tải đã đôn đốc được 2/12 công trình nộp phí thẩm định còn nợ. Đối với những công trình còn lại, chủ đầu tư có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho nợ phí thẩm định, sau khi được giao vốn sẽ nộp lại phần kinh phí thẩm định này cho sở. Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, năm 2019, Giám đốc Sở đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Trong đó, có một cuộc thanh tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật cho công tác phòng chống tham nhũng, công khai minh bạch tại Ban Quản lý Dự án Giao thông 2. Thanh tra Sở cũng phân loại các trường hợp không thực hiện việc chấp hành xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị các đơn vị tổ chức cá nhân vi phạm thực hiện việc thu hồi số tiền vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành. Đối với lực lượng thanh tra giao thông đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ thanh tra viên, nhân viên trong đơn vị để chỉ ra những cái tồn tại cần khắc phục. Một là đối với công tác thanh tra là xây dựng kế hoạch thanh tra làm sao cân đối giữa cái thanh tra hành chính cũng như thanh tra chuyên ngành để bảo đảm phù hợp và quản lý toàn diện các cái mặt quản lý của ngành giao thông vận tải, của Sở Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là cái bảo đảm về cái công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thì cần phải tăng cường xử lý các cái vi phạm bằng nổi cộm trên địa bàn tỉnh, như là trường hợp các cái tình trạng xe quá khổ quá tải, xe khách trá hình, hợp đồng trá hình xe tuyến cố định, rồi tranh giành khách xe taxi dù chạy không đúng quy định, để bảo đảm làm sao mà bảo đảm cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được tốt hơn. Đảng ủy tập thể lãnh đạo sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đưa ra các hình thức kiểm điểm nghiêm khắc, đúng quy định, kiên quyết điều chuyển sang nhiệm vụ khác những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Sở Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu tập thể phòng kế hoạch tài chính, quản lý vận tải và một số cán bộ của phòng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo sở ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa thực hiện quản lý hoạt động xe buýt trên địa bàn tỉnh. Trong 8 cái nội dung đấy thì cơ bản là chúng tôi cũng đã thực hiện. Tuy nhiên thì còn chẳng hạn nhưng mà còn cái việc là về công tác tiếp nhận đơn thư tố cáo, điều trị hồ sơ thì cái này chúng tôi cũng đã chỉ đạo thanh tra như là phải làm rất là bài bản và rất là phải cử cán bộ thường xuyên có mặt ở phòng tiếp dân của sở để thực hiện cùng với giám đốc theo đúng cái lịch tiếp công dân của giám đốc. Thứ hai nữa là còn một số cái thủ tục chưa đưa ra được cái trung tâm hành chính công. Những năm theo chúng tôi sẽ cố gắng kết nối với cái cổng thông tin của Bộ Thông vận tải, của ngành dọc thuộc với cái lĩnh vực vận tải, rồi cấp đổi giấy phép lái xe. Đấy, thì tất cả những cái này thì vừa rồi là cái trung tâm hành chính công của quốc gia cũng như của tỉnh cũng đã triển khai. Thì cái này là chúng tôi còn cần phải là chấn chỉnh và cố gắng là tạo điều kiện xây dựng được cái đội ngũ cán bộ công chức nó có đủ cái năng lực để làm cái việc này. Có thể thấy những tồn tại hạn chế được chỉ ra trong thông báo kết luận kiểm tra 1054 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Đảng ủy tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc thực hiện. Đây cũng là dịp để tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc xem xét và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các yếu kém, hạn chế, nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, từ đó giúp cho bộ máy trong sạch, vững mạnh hơn. Chuyên mục phòng chống tham nhũng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.